hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong EMO thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh em trên cái dự án Tap Swap à, nó có một cái nhiệm vụ ha anh em sẽ vào cái phần Tap à, nó cập nhật thêm một cái nhiệm vụ mới à, đó là cái phòng trong cái phần là Cinema này à, thì anh em sẽ nhận được là một triệu à, xu à, bằng cách là xem cái video đầu tiên ha thì anh em sẽ bấm vào cái Watch the first video đó rồi thì uh, tiếp tục uh, anh em bấm vào cái đây cái phần thưởng là 200.000 nghìn này ha xem video thì anh em bấm vào cái star thì uh, anh em lưu ý là sau khi anh em xem video xong anh em sẽ tìm một cái mã code và anh em chỉ, anh em sẽ dán vào đây nha đó thì anh em bấm vào star rồi thì uh, mình sẽ chia sẻ cái mã code uh, của cái video này ha thì anh em sẽ join vào nhóm telegram ha mình cũng sẽ chia sẻ cái mã code À, cho mỗi video hàng ngày ha. Thì cái mã code để nhận thưởng ngày hôm nay à, đó chính là 739002 ha. Rồi anh em sẽ nhập vào. 739002. Rồi sau đó anh em bấm submit cho mình ha. bấm submit. Rồi như vậy là hoàn thành nhiệm vụ, finish mission. Rồi mình sẽ claim 200 000 cái đồng xu ha. Rồi, rất là ngon đó đó là nhiệm vụ mới ha rồi quay lại tiếp theo à, ở đây thì tổng cái nhiệm vụ mới này, này nó sẽ là một triệu xu ha hiện tại là mình đã xem video mà nhận được 200.000 rồi tiếp tục ở phần speed show này thì à, nó có một cái nhiệm vụ tiếp theo à, là zone out youtube ha anh em bấm vào đây tiếp tục anh em bấm vào star uh, mission nha đó, và anh em sẽ đăng ký cái kênh youtube tiếp tục anh em bấm vào cái phần là go ha go rồi sau đó anh em bấm đăng ký cái kênh này ha rồi quay lại rồi tiếp tục anh em bấm chết cho mình nè subscribe kênh youtube ST not confirm đó, thì anh em sẽ chờ nó tầm khoảng 20 giây để nó xác nhận ha Rồi, tiếp tục anh em bấm chết cho mình nha. Rồi, như vậy là thành công. Bấm vào Finish Mission. Rồi, bấm Claim luôn ha. Rồi, OK, quay ra. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần nhiệm vụ ha. Cinema này. Thì ở cái phần Cinema này nó sẽ có tổng cái phần thưởng là một triệu nha. Đó, một triệu. Đó, thì hiện tại là đã mình đã Claim 200.000 rồi. Thì uh, sẽ có còn lại 4 bốn cái video nữa ha bốn cái video nữa mình sẽ cờ lem và mình nhận cái phần thưởng này luôn đó, thì mỗi ngày nó sẽ có một cái video ha thì anh em sẽ join vào nhóm telegram mình sẽ được cái mã code của mỗi video ha rồi thì đây là một cái phần leader chính là cái nhiệm vụ mà anh em cờ lem ở cái phần level ha rep thì anh em cũng sẽ nếu anh em nổi cái chữ cờ lem thì anh em bấm vào cờ rồi ok như vậy ha Thì đây là một dự án à, nó chuẩn bị à, Nó đang à, trên cái kế hoạch là lựa chọn các cái sàn Để chuẩn bị list à, sàn ha à, Cho nên đây là một giai đoạn à, rất là à, chuẩn bị gạt hái cho dự án này Thì anh em đẩy mạnh cái dự án này cho mình ha Rồi ok Thì à, video này xin kết thúc ha Nếu thấy video hết thì cho mình một nút like để ủng hộ video Nếu anh em đã chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký Và chọn vào chung bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình Xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo